Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas ofrecen plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan/schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xem suprememastertv.com/schedule. Lòng Trẫm yêu dân cũng như yêu con Trẫm vậy. Hiềm vì Trẫm họ ngu dại, làm càng phải tội, Trẫm lấy làm thương xót. Từ rày về sau, các tội bất kỳ nặng nhẹ đều cần răn dạy kỹ lưỡng và nhất nhất đều phải khoan giảm. King Lý Thánh Tông, The Compassionate Emperor, Part 2 of 3. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olaxis, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Chiều nay
giữa chốn trời mây, tung tăng có đàn cò bay thắm thoáng ngàn cây. Nhìn xem, đất nước mà xây, xây trong mỗi tình tình yêu non nước này. Ngàn bước ai ơi mới chung tình, non nước tình chung, tình chung non nước. Quý vị vừa thưởng thức trích đoạn ca khúc Non nước chung tình, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua phần trình bày do hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thực hiện. Kính chào quý khán giả yêu hòa bình. Tôi là Hoa Tiên, từ Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Người dân Âu Lạc hòa nhã, kính chúc quý vị tháng ngày hạnh phúc và bình an trong ân điển Thượng Đế. Thắm thoáng ngàn cây. Trong phần 2 của chương trình Vua Lý Thánh Tông, vị quốc vương nhân đức, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Vua Lý Thánh Tông, một đấng minh quân tài danh, trị nước bằng lòng nhân ái, bao dung. Có một lần, Vua Lý Thánh Tông ra ngự ở Điện Thiên Khánh để xét án. Có Động Thiên Công Chúa đứng hầu bên cạnh. Trông thấy phạm nhân là một chàng trai trẻ trạc tuổi con mình. Nhà vua rất đổi thương cảm. Xét hỏi ra thì thấy chàng trai phạm tội là do thiếu hiểu biết về luật pháp. Ngài mới chỉ vào công chúa mà rằng: lòng trẫm yêu dân cũng như yêu con trẫm vậy. Hiềm vì trăm họ ngu dại, làm càng phải tội, trẫm lấy làm thương xót. Từ rày về sau, các tội bất kỳ nặng nhẹ đều cần răn dạy kỹ lưỡng và nhất nhất đều phải khoan giảm. Sau đó, nhà vua đã xử tha bổng cho chàng trai trẻ. Khi dân không hiểu biết thì trước tiên phải giáo hóa, chứ không nên lúc nào cũng dùng hình pháp. Hẳn ngài đã hiểu rất rõ rằng ngoài luật người còn có luật trời, luật của tình thương, đó mới là luật pháp cao nhất. Trong một bài giảng tại Cao Hùng, Đài Loan, Formosa, vào ngày 10 tháng 5 năm 1988, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã chia sẻ quan điểm của Ngài về tình thương và công lý. Công lý là rất tốt, nhưng mà ai lý là tốt nhất. Tôi nghĩ, nếu như tôi đăng yến lộ vọng, thì địa lý cũng không. Bởi vì cái công lý, đối với tôi, có nhiều phương diện. Công lý không định mỗi lần là công lý. 假如说在这个娑婆世界，我们说那透到的最坏，对我来讲，透我有很多情况，你不应该透的人就是坏，好，我们应该考虑他的背景，考虑他的情况，所以对我来讲，大家都无罪，那我当阎罗王就一天就失掉工作了，我想失业了，因为我没有保护这个公理，我就 các chính sách do nhà vua đề ra đều lấy sự an vui hạnh phúc của dân làm trọng. Gặp năm mất mùa hay sản xuất khó khăn, ngài còn miễn thuế và mở kho phát thóc, tiền và vải vóc cho dân nghèo. Thật đúng là vị vua có tấm lòng Bồ Tát. Này Khanh, ta thấy năm nay mưa thuận gió hòa, người dân được mùa lắm phải không? Không biết những nơi khác thì thế nào? Muôn tàu thánh thượng, nhờ hồng phúc của bệ hạ, năm nay lúa bằng rực cánh đồng, nhà nhà gạo chất đầy bồ ạ. Vậy sao? Tốt lắm, năm nay được mùa lớn cũng là nhờ dân ta chăm chỉ cấy cày, ngày đêm chăm sóc mới được. Vậy thì ta lệnh miễn thuế để ăn mừng cùng dân chúng.
xin tuân lệnh thánh thượng. Sở dĩ vua rất cảm thông với người dân là vì suốt thời còn là thái tử, ngài được vua cha Lý Thái Tông cho sống ở cung Long Đức, nằm ở ngoại thành để hòa mình với dân chúng. Vì vậy mà ngài thấu hiểu nỗi vất vả, cực nhọc của trăm họ. Chúng tôi sẽ tưới nước cho vườn rau hữu cơ sau nhà và sẽ trở lại trong ít phút. Chào mừng quý vị trở lại chương trình Vua Lý Thánh Tông, vị quốc vương nhân đức. Phần 2 của 3 phần. Dưới thời vua Lý Thánh Tông, Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Ngài còn là một thiền sư cư sĩ, được coi là vị tổ thứ hai của thiền phái Thảo Đường, một trong ba dòng thiền chính tại Đại Việt thời đó. Bên cạnh đó, ngài rất chú trọng mở mang nho học. Nhà vua đã xây dựng văn miếu và tạc tượng Khổng Tử và 72 vị tiên hiền để thờ, với mong muốn người dân sẽ thêm hiểu đạo lý mà tránh phạm tội lỗi. Việc thành lập văn miếu cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự khởi đầu của hệ thống giáo dục và khoa cử nho học của Đại Việt. Sở dĩ vua Lý Thánh Tông muốn phát triển nho giáo vì ngài tìm thấy nguyên tắc nền tảng của việc trị quốc trong tư tưởng của Khổng Tử, đó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng nhiều lần đề cao tư tưởng uyên thâm này của Khổng Tử như trong một bài giảng tại Đài Loan, Formosa vào ngày 21 tháng 5 năm 1994. I said the Chinese proverb saying that the first thing we have to cultivate our own virtues and then we can take care of our whole family and then we can talk about pacify a nation and then we can make the whole world in harmony and in peace. So first, begin with ourselves. Make a shining, glorious example of virtues and goodness. Don't waste your time blaming the neighbor why he is so bad. And don't waste your time criticizing somebody why he is so lousy. Yes, everybody is lousy if nobody turn into virtues, beauty, and truth. Is that right? So we have to start from ourselves. Begin now. That's why I tell you, you should do it. You should meditate. You should keep the virtuous way of life. You should keep the beautiful way of living. Thưa quý khán giả hiền hòa, cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay. Xin mời quý vị đón xem tuần tới phần kết của chương trình Vua Lý Thánh Tông, vị quốc vương nhân đức. Tiếp theo là Mike, the vegan YouTuber chuyên về khoa học thuần chay, phần 1 của 2 phần. Ngay sau tin đáng chú ý, câu chúc ánh sáng thiên đàng luôn dẫn dắt quý vị trên hành trình trở về nguồn cội. Gentle viewers, thank you for your presence today. Please tune in next Thursday for part 3 of King Lý Thánh Tông, the Compassionate Emperor. Next is The Vegan Science YouTuber Mike the Vegan, part 1 of 2, right after Noteworthy News. May the heavenly light always guide you on the journey back to the origin. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.